Kung Fu, võ thuật Trung Hoa, một loại võ thuật vô cùng hoa mỹ và thần kỳ. Thứ có thể giúp một thằng nhóc da đen học võ 2 tuần đấm chết một thằng Trung Quốc học võ 10 năm. Thứ có thể giúp một con gấu trúc không thèm học võ đánh bại một con thú học võ cả đời. Thứ có thể giúp mấy thằng cha này làm mấy pha tốn tiền kỹ xảo vách cả đái. Đó chính là Kung Fu. Bộ phim này sẽ kể về hành trình chinh phục vinh quang trong giới túc cầu bằng Kung Fu của một đội bóng đến từ Thiếu Lâm. Và sau đây là recap đội bóng Thiếu Lâm. Mọi chuyện bắt đầu từ rất lâu, lâu đến cái mức mà nhà làm phim phải để màu đen trắng. Minh Phong là một chân sút vàng của nước nhà. Anh là người đồng đội của mình là Cường Hùng rủ dê bán độ với thói kiêu ngạo nghĩ mình hơn người. Minh Phong chửi Cường Hùng đối xử với đồng đội không khác gì một con chó nhưng vẫn chấp nhận bán độ. Đến quả sút luân lưu cuối cùng, Minh Phong sút trượt và đã bị cổ động viên quá khích lao xuống đập cho không còn theo được nghiệp bóng nữa. 20 năm sau, Cường Hùng nhờ thủ đoạn bẩn của mình ngày xưa giờ đã thành chủ tịch một đội bóng lớn, còn Minh Phong trở thành thằng nhặt bóng và đế kê giày của Cường Hùng. Tuy thân bại danh liệt nhưng Minh Phong vẫn lạc quan hơn bệnh nhân ung thư. Ông vẫn mong một ngày mình được quay trở lại giới túc cầu. Đó là lý do ông làm cu li cho Cường Hùng suốt 20 năm nay. Nhưng hắn ta lật mặt và còn ngạo mạn tiết lộ luôn mình chính là người thuê người đập gãy chân của Minh Phong. Quá uất ức, Minh Phong đành bỏ đi vì dĩ nhiên không ai muốn giữ một thằng tàn phế như ông ở lại làm gì. Nhưng trong thâm tâm, ông vẫn luôn muốn quay trở lại với trái bóng. Trên đường về, Minh Phong phát hiện một anh chàng kỳ lạ. Anh toát ra khí chất của một thằng khố rách áo ôm nhưng võ công cao cường. Học tí võ Thiếu Lâm vô ảnh cước, nộ long cước không bác? Học võ là không lo bị trượt vỏ chuối, không phải lo không đỗ được xe. Tỉa cây như tỉa tóc 30 sai, nghe có ích đấy. Nhưng sao mày vẫn nghèo? Cái gì đấy? Kỹ xảo điện ảnh à? Minh Phong có chút ngạc nhiên, nhưng ông vẫn mặc kệ anh chàng và rời đi. Anh chàng kỳ lạ kia cũng thế, anh là A Tinh, một cao thủ Kung Fu Thiếu Lâm với đôi chân sắt. Người đời gọi anh là Sanji Trung Hoa. Trên đường đi, A Tinh vô tình chạm mặt một cao thủ võ lâm khác, một cô nàng xấu xí tên A Muội, dùng thái cực quyền để làm bánh. Chắc chắn là một nhân vật mà A Tinh có thể ăn xin được. Ăn một cái bánh trả một cái hôn đó. Giá gì mà chua quá vậy? Ở đây có dịch vụ liếm giày không? Không ăn xin nổi. A Tinh hách thêm một cái nữa và lật mất, bỏ lại A Muội với đôi giày rách. Cô ném đôi giày của anh vào thùng rác. Còn A Tinh lúc này đến tìm những vị sư huynh của mình xin giúp đỡ. Người đầu tiên là đại sư huynh Thiết Đầu Công, nhưng anh cũng chỉ là thằng làm thuê ba cọc ba đồng nuôi gia đình. Nhiều lúc bị chủ phang cho bại cả não vẫn không dám bật. A Tinh cũng thế, anh đã giữ lời hứa với sư phụ mình sẽ không bao giờ dùng Kung Fu đánh người. Nhưng mà đồ u má, mấy thằng này đánh đau vãi lộn, nên anh đã hẹn chúng nó ra ngoài và phang cho cả đám một trận. Với kỹ năng dùng chân thượng thừa của mình, A Tinh sút bóng tốn rất nhiều tiền CGI của phim, toàn bộ đều được Minh Phong nhìn thấy. Ông gạ gẫm A Tinh theo mình lập đội bóng để có thể chinh phục vinh quang là phụ. Tiền mới là chính. Thấy có tiền thì A Tinh lập tức đồng ý, nhưng anh cần một đôi giày. Thế là A Tinh quay trở lại chỗ A Muội để xin lại. Thật bất ngờ, cô đã giúp anh vá chiếc giày. Giữa hai người nảy sinh một chút gì đó mà khoa học không thể lý giải được. Sinh học thì có, nhưng tạm gác lại chuyện trai gái, sự nghiệp là trên hết. A Tinh lại đi tìm đại sư huynh của mình, nhưng sau những chuyện vừa qua, điều duy nhất mà đại sư huynh muốn làm là thắp cho A Tinh nén nhang. A Tinh đến tìm tứ sư huynh, một cao thủ Thiếu Lâm với kỹ năng cầm nã thủ, một cao thủ dùng tay, nhưng anh còn đang bận làm một thằng loser sống chui lủi chứ không có thời gian đi đá bóng. A Tinh đến tìm Tam Ca, sở trường Thiết Bố Sam, một cao thủ dùng bụng. Anh cũng chẳng giúp được gì cho A Tinh vì còn đang bận ký mấy cái hợp đồng đa cấp. A Tinh tìm Lục Đệ, sở trường khinh công Thủy Thượng Phiêu, nhưng trông anh có vẻ đã kết bạn với trọng lực mất rồi. A Tinh tìm Nhị Huynh, cao thủ toàn phong địa đường thoái. Đơn giản thì anh giống một b-boy, nhưng mà anh còn đang bận rửa bát. Chẳng một ai trong 6 huynh đệ có tiền đồ sáng lạn cả, ai cũng có một cuộc sống khổ cực, và quan trọng nhất, chẳng có ai còn nhớ một chút võ công nào. Nhìn lại tấm hình 6 người năm xưa, một chút gì đó đã thức tỉnh trong họ, một cơ hội để họ có thể một lần nữa kề vai sát cánh, một cơ hội để họ có thể đổi đời. Nhưng mà đá bóng thì nghe hơi khó. Thiếu Lâm thì toàn trai thật đấy, nhưng chẳng có ông nào bóng bánh gì cả. Cả đám chỉ biết lao vào đá bóng, nhưng nhìn nó lạ lắm. Nhờ sự tận tâm và hiểu biết của mình, Minh Phong cũng đã phần nào dạy được cho 6 vị huynh đệ những bước cơ bản nhất. A Tinh cũng dần lấy lại được phong độ ngày nào. Minh Phong nhận ra phải cho mấy bố này thực chiến thì mới ra vấn đề. Và một trận đá bóng màu đã diễn ra. Đội đối phương có vẻ là một đội dễ sơi, toàn anh em văn phòng, đã giải trí là chính. Anh em bình tĩnh, cái này là tôi sợ anh em xích xiếc có vấn đề nên mang phòng thân thôi. Anh em văn phòng giờ nhiều nghề tay trái quá ha. Thời buổi khó khăn thôi chú ơi. Tôi hứa sẽ thắp nhang đầy đủ cho các cậu. Và trận đấu bắt đầu, mọi chuyện êm đẹp hơn mọi người nghĩ. Cho đến khi anh em văn phòng không còn làm văn phòng nữa, liên tục là các tình huống chơi xấu. Từ đá bóng chuyển sang đá người. Đại sư huynh không chịu được nữa, ông giơ quần trắng xin hàng. Anh em văn phòng sỉ nhục cả 6 huynh đệ, bắt đại sư huynh phải đội quần lót của hắn. Sự nhục nhã này không phải là thứ mà những người võ đạo chân chính như họ đáng phải nhận. Minh Phong cũng chẳng thấy hy vọng nào ở đây nữa. Nhưng một ngọn gió thoáng qua, đó là lúc sẽ có người phải chăn trối, vì 6 huynh đệ đã thực sự quay trở lại. Thiết Đầu Công, toàn phong địa đường thoái, khinh công Thủy Thượng Phiêu, Thiết Bố Sam, cầm nã thủ và đại lực kim cương thoái.
Minh Phong như được mở rộng tầm mắt, ông thấy được một đội bóng vô địch thiên hạ, một đội bóng sẽ giúp ông lấy lại toàn bộ vinh quang ngày nào. Cánh anh em văn phòng cũng lanh chanh xin slot và đội bóng Thiếu Lâm chính thức thành lập ở một nơi khác. Cường Hùng cũng đang tập luyện cho đội bóng của mình, những bài tập không thực sự dành cho con người. Cầu thủ dưới nước thì tôi còn hiểu, nhưng tại sao đến cả mấy ông nhà khoa học cũng phải ngâm nước để tôi trị? Và với sức mạnh này, e rằng đội bóng Thiếu Lâm cũng chưa chắc đã là đối thủ. Đúng lúc đó, Cường Hùng nhận được một cuộc gọi thông báo Minh Phong đến để xin đăng ký đội bóng. Nhìn cái đám ô hợp thằng nạc thằng mỡ, Cường Hùng tỏ rõ sự khinh thường. Hắn ta bắt Minh Phong lau giày cho mình để có thể đăng ký tham dự. Minh Phong đành cúi mình, nhưng mấy ông nhõi kia lanh chanh làm hộ, coi như cái nhục đã được san sẻ phần nào. Tối hôm đó, A Tinh đi tìm A Muội trước trận bóng đầu tiên vào ngày mai. Anh muốn gặp A Muội một chút, anh đưa cô đi mua quần áo, nhưng thực ra anh chỉ là người lau dọn ở đây. A Tinh hứa sau này giàu sẽ lo cho A Muội tốt hơn. Và trận bóng đầu tiên của đội bắt đầu. Không mấy ngạc nhiên khi đối thủ khinh thường đội của A Tinh ra mặt. Bọn này hài vãi. Sân này cho sử dụng CGI à? Chắc chắn là ảo giác. Tắt phần mềm đi cái lũ má. Đừng lo anh em, quá tam ba. Tỷ số trận đấu là 40-0, Cường Hùng vô cùng bất ngờ. Đội bóng Thiếu Lâm đã trở thành một thế lực trong giải đấu, với một lối chơi cực kỳ tốn kỹ xảo và sự nổi tiếng đã đến với họ cùng với rất nhiều nhà tài trợ. Cuộc sống của Lục huynh đệ đã một bước lên mây. A Muội cảm thấy mình không xứng với A Tinh nên đã đi phẫu thuật thẩm mỹ. Chứng kiến diện mạo mới của A Muội, A Tinh cũng rất vui. Anh cũng động viên cô tự tin hơn với ngoại hình mới của mình. Chỉ có điều, anh vẫn chỉ coi A Muội là bạn. Anh không yêu em sao? Không thể nào mình sẽ là bạn mãi mãi. Nếu anh rách giày em sẽ vá cho anh được không? Không cần đâu. Anh có nhà tài trợ rồi, không dùng nữa thì anh sẽ vứt đi. Nghe những lời vô tâm của A Tinh, A Muội rất tổn thương. A Tinh cảm thấy có lỗi, nhưng thật sự anh chưa từng có tình cảm với A Muội. Ngày thi đấu tiếp theo diễn ra, đội bóng Thiếu Lâm đã đến được bán kết, nhưng nhìn chung là vẫn ao trình. Cả đội băng băng đến trận đấu cuối cùng, Cường Hùng bắt đầu biết sợ. Hắn ta gọi Minh Phong đến, tiếp tục dùng trò bẩn năm xưa. Minh Phong giờ đã khác, ông không chấp nhận dẫm vào vết xe đổ năm xưa và quyết tâm sống chết với Cường Hùng trong trận chung kết. Về phía A Tinh, trước khi trận đấu diễn ra, anh đến tìm A Muội nhưng cô đã mất tích mấy ngày nay. Anh nhặt một chiếc bánh bao đã bị hỏng của A Muội, một vị mặn đắng như cuộc tình của hai người. Do A Muội đã khóc rất nhiều trong lúc nặn bánh. A Muội mà làm việc khác trong lúc nặn bánh thì phim đã hay hơn rồi. Chẳng biết làm gì hơn, A Tinh đành lặng lẽ đến sân vận động một mình. Lúc này, tinh thần cả đội đã và đang dâng cao, ai cũng một lòng hướng tới chức vô địch. Trận bóng bắt đầu, đội bóng Thiếu Lâm ngay lập tức triển khai đội hình, chuyền bóng tới chân A Tinh, quả cầu lửa. Quả bóng nằm gọn trong tay của tên thủ môn đối phương, hắn ta trả lại bóng cho A Tinh và thách thức anh. Mọi người đều rất ngạc nhiên, bàn free nên A Tinh không hề khách sáo, cú sút trăng khuyết nhưng vẫn không ăn thua. A Tinh quyết tung 100% công lực, cú sút bắn tỉa. Cú sút trị giá hàng trăm ngàn newton của A Tinh cũng không thể làm tên kia nhúc nhích. Cả đội lúc này mới nhận ra vấn đề, những tên cầu thủ này không phải là người thường. Chúng lập tức phản công, tứ sư huynh tự tin khiêu chiến với tên tiền đạo chỉ với một cú sút duy nhất. Tay anh đã muốn nhập viện ngay và luôn. Không muốn huynh đệ lo lắng, tứ sư huynh tiếp tục đứng lại. Đối thủ tung quả cầu lửa bản authentic về phía tứ sư huynh. Anh lập tức nằm sân, nhưng đối thủ giúp cho anh nằm cáng. Cả đội rơi vào một cái bẫy không lối thoát. Cả trận đấu hoàn toàn đã được dàn xếp. Đội bóng Thiếu Lâm hoàn toàn không có cửa thắng trước trận đấu này. Tiếp tục thi đấu trong tình trạng thiếu thủ môn. Cả đội gặp muôn vàn khó khăn. Kỹ năng của các huynh đệ Thiếu Lâm cũng không là gì so với doping của đối thủ. Lục sư đệ bay lên phát động đường truyền, ngay lập tức bị đối phương đá bẹp xuống. Nhị sư huynh cắt kéo cướp bóng nhưng cũng bị hai tên bẻ gãy chân. Cả đội chẳng có một ai dám đá bóng tiếp, nhưng tam sư huynh đã động viên mọi người bằng cách trở thành thủ môn trong hiệp 2. Đội bóng Thiếu Lâm lập la hán trận nhưng chỉ dừng lại ở mặt hình thức. Tất cả đối phương tiến lên trước khung thành chuẩn bị là một vụ hấp diêm bàn thắng. Tam ca nói lời chăn chối với vợ và đương đầu với đám chơi thuốc. Anh lấy thân mình lấp lỗ châu mai cản toàn bộ cú sút của đối thủ. Đúng lúc kẻ địch không ngờ tới nhất, tam huynh đẩy bóng lên cho A Tinh, đường truyền vòng cung, cú sút ngư lôi. Cú sút xoáy của A Tinh suýt chút nữa thành bàn. Nếu như tên thủ môn mê kia không chơi xấu, Cường Hùng không còn kiên nhẫn nữa. Hắn yêu cầu cầu thủ tung chiêu cuối của đội, cú sút sóng xung kích. Tam huynh đỡ xong quả bóng cũng là lúc dã từ sự nghiệp. Đội bóng Thiếu Lâm không thể tiếp tục thi đấu vì thiếu người. A Muội bất ngờ xuất hiện, cô mang đôi giày cũ của A Tinh đến và thay thế vị trí thủ môn. Tuy làm trò hề trên sân một lúc nhưng thái cực quyền của A Muội lại là đòn counter lại quả cầu lửa hắc ám của tên kia. Cô xoáy quả bóng chóng hết cả mặt và tung lên cho A Tinh với chiếc giày tượng trưng cho tình yêu. A Tinh tung ra cú sút mạnh nhất mà anh có thể làm được, quả cầu lửa siêu cấp nhưng mà không có lửa. Cú sút thổi văng toàn bộ khung thành và đồng thời thổi bay chiếc cúp khỏi tay đối thủ. Đội bóng Thiếu Lâm đã lên ngôi vô địch. Cường Hùng bị đi tù vì đã gian lận trong giải đấu. Sau tất cả mọi chuyện, A Tinh giờ chỉ trân trọng đôi giày rách mà A Muội vá cho. Anh chạy bộ trên phố, vui mừng vì mọi người đã sử dụng võ công nhiều hơn trong cuộc sống. Từ nhào lộn khi vấp vỏ chuối, đỗ xe ô tô, tỉa cây 30 sai và khinh công lên xe buýt, anh và A Muội thực sự đã truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Bài học rút ra, chỉ cần cố gắng hết sức, bạn sẽ thành công. Đấy là trong trường hợp bạn là cao thủ võ lâm hoặc vợ bạn là cao thủ võ lâm cũng được. Tôi còn quạ, xin chào và hẹn gặp lại.